Christine Sa xin thân ái kính chào quý khán thính giả trở lại với phần cuối cùng của chương trình The Making of Asia. Chào Christine, xin hân hạnh giới thiệu ngay bây giờ các quý khán thính giả thân thương của trung tâm Asia. Cô thích Asia. Asia có tinh thần quốc gia, thích Trúc Hồ, thích những người ca sĩ trẻ trong Asia rất là có tinh thần dân tộc. Tôi thì ủng hộ Asia vì Asia có một cái tinh thần quốc gia ở trong cái âm nhạc. Cái tinh thần đó nó kéo dài cả chục năm nay, do đó tôi rất là ủng hộ cũng như là khuyến khích các anh em ở trong Asia luôn luôn giữ tinh thần đó, để giữ vững tinh thần của dân tộc Việt Nam luôn luôn chống ngoại xâm, chống chế độ độc tài. It's the greatest songs of all time, so ca sĩ trẻ đẹp hay. Cô thích Asia là những cái bản nhạc mà Asia hát ra là rất là hợp với cô. Mà mấy trẻ trong gia đình không biết tại sao mà cô thích Asia, cô chỉ coi Asia thôi. Asia chương trình nó nhiều bài hay, cái nó rất là phong phú, nhạc phẩm là cũng thích hết, nên muốn dẫn cả nhà đi coi. Cô chú từ Canada, Vancouver, qua đây đi xem Asia. Chương trình văn nghệ của trung tâm Asia rất là tốt, perfect, là những bài hát và ca sĩ đều hay. Tôi từ xưa nay tôi vẫn thích chương trình Asia, thành ra tôi không có bỏ sót cái show nào của Asia, là tôi thường đi coi hết. Tại vì thích cái chương trình ca nhạc của Asia từ lâu rồi, chỉ là hơn nữa bữa nay đi dàn coi xem coi có cái chương trình, có bài hát nào của Việt Khang không. Tôi thích nhân bạc nhạc Tiền Chiến, và tôi nghe nói là có bài có người Việt Khang coi, tôi nghe bài hát ở trên TV nhiều rồi, nhưng tôi muốn được live mấy bây giờ mấy ca sĩ của Asia, bài hát nó rất là xúc động. Cháu Việt Khang đã coi như là biết hiểm nguy, hy sinh cả cái tính mạng mình, hạnh phúc gia đình, để mình nói lên cái sự phẫn nộ của toàn thể dân chúng Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi là người. Mai Thanh Sơn cũng có dịp được làm việc với lại những ngôi sao, những tài năng mới của trung tâm Asia. Đó là các bạn đã được đạt giải giọng ca vàng, cũng như là đã từng có mặt trong chương trình giọng ca vàng. Trong cái cuộc thi giọng ca vàng thì Thiên Dung đã có biết rất là nhiều những người bạn ở trong đó, như là anh Huỳnh Phi Tiễn, Lưu Đức Long, chị Hồng Diễm, Tuấn Ngọc, Lê Quốc Tuấn và vân vân. Khi mà chị Anh Thư, Thiên Dung và anh Phi Tiễn đoạt giải thì ai cũng nói chuyện với nhau và ước làm sao mà các bạn có thể chia sẻ cái niềm vui đó. Mặc dù là đây là những lần đầu tiên họ có dịp được làm việc trong phòng thâu, cũng như là trong một chương trình lớn như là chương trình Asia, thì they did really good. Rất là tự tin, rất là professional. Cho nên là khi mà làm việc với lại các bạn mới đó thì mình cũng cảm thấy rất là
vui, rất là hứng. Mỗi cái performance là Tiên Dung có đến cánh gà hai bên để mà mình coi lén, coi là các bạn diễn như thế nào, make up ra sao, và Tiên Dung cảm thấy là các bạn làm rất là tốt. Họ hát rất là hay, rất là chuyên nghiệp, you know, and that's a really good start. Trong ngày hôm nay thì Thùy Dương có rất là nhiều nhạc phẩm mà rất là yêu mến. Thật sự ra có những cái nhạc phẩm mà viết từ lâu lắm rồi, chẳng hạn như là của Trúc Phương, là những nhạc phẩm mà Thùy Dương rất là yêu, tại vì nhạc của Trúc Phương thì rất là dễ đi vào lòng người. Thùy Dương yêu những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ, và nhất là trong cái chương trình này thì chúng ta được nghe nhạc phẩm mới của anh Hồ, thì nhân dân Việt Nam đó thưa quý vị, đó là nhạc phẩm kết thúc trong chương trình này. Và tiết mục này sẽ có sự hiện diện của một người khách mời rất là đặc biệt. Christine Sa xin hân hạnh giới thiệu bé Ngô Minh Kỳ. Thì năm nay được 5 tuổi rồi, bắt đầu chơi trống thì vòng vòng cái chừng 20 tuổi gõ bàn, gõ đũa đồ, thì cái đó cũng nít đứa nào cũng chơi giống nhau ấy. Nhưng mà bắt đầu 3 tuổi thì cháu đánh trống búa lân, bắt đầu gần được 4 tuổi thì mua cái bộ drum set đầu tiên cho cháu bắt đầu cháu chơi. Trước khi mà bé qua đây để mà tham dự chương trình Asia thì có một hôm Martin Sơn với lại anh Trúc Hồ với lại Quốc Khanh đang ngồi trước computer làm việc thì nhận được một cái email, thì có một khán thính giả nó đã gửi một cái video ở trên YouTube của bé Ngô Minh Kỳ tới, thì ba anh em ngồi coi xong kêu wow, we got half him in our program, you know. Thì sau đó mới tìm cách liên lạc với lại bố của Ngô Minh Kỳ. Thì một tuần sau đó Martin Sơn sang Minnesota for diễn một cái show đó, thì cũng là nơi mà bé nó ở, thì cũng có dịp gặp hai bố con. Xong rồi trong một ca khúc mà kết thúc chương trình thì có mời Ngô Minh Kỳ lên đánh trống trong cái bài nhạc, thì rất là dễ thương. Nghĩa là khi mà bé vừa đánh trống thì ở dưới ai cũng lá gì sao hết, quên mất Martin Sơn với đàn viên với Quốc Khanh là ai đâu. Vỗ bố tay cho cậu nhỏ đó thôi, thì rất là dễ thương. Và Martin Sơn nghĩ là cậu bé đó rất là có tài, he's gifted. Một trong những ca khúc mà Martin Sơn thích nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ, trước nhất là nó rất là hook, nghĩa là có những cái đoạn mà mình nghe xong mình bị ghiền á, nó cứ lặp đi lặp lại đó, ha. Thì bắt mà vui nhất đó là cái bài đó nếu như không có anh Hồ hát thì sẽ không ra cái bài đó đâu. Nếu mà quý vị khi mà nghe DVD mà nghe kỹ sẽ có một cái giọng cao thiệt là cao mà khang thiệt là khang, nó là giọng của anh Hồ. And I totally in love with that song, now it's still stuck in my head. Bảo vệ Việt Nam. Hồi xưa thì rất nhiều, hồi nãy thì rất nhiều cái nhạc phẩm. Cô rất nhớ kỷ niệm hồi xưa của cô á. Tại hồi xưa cô một gái mà thời lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Rồi thích mấy cô ca sĩ hồi xưa hát như là Anh Thúy hay là Lệ Thu hay là mấy người ca sĩ đó hồi xưa. Rất nhiều thích. Nhiều bài hát từ trước 75 là rất là cảm động và rất là thích. Tại vì sang đây lâu rồi, thành ra chỉ có Asia là làm chúng tôi cảm động nhiều nhất và nhớ nhiều quê hương. Thì chúc cho chúng ta bé
Lisa càng ngày càng tiến mạnh lên rồi kiếm nhiều ca sĩ hay nữa. It's a, every type of audience will be good. Thank you so much. Kính thưa quý vị khán thính giả, Christine Sa xin thay mặt cho tất cả các anh chị em mà đã cộng tác với Trung tâm Asia để mà hoàn thành chương trình Asia 69 này và gửi một lời cảm ơn đến với quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Tinh thần ủng hộ của quý vị khán thính giả thật trân quý đối với chúng tôi. The Making of Asia xin được kết thúc hôm nay và hẹn gặp lại quý vị qua Asia DVD 69, tác giả tác phẩm Liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở, được phát hành vào ngày 26 tháng 4 dưới hai dạng DVD và Blu-ray. Hơn nữa, quý vị hãy đến thăm trang Facebook của chúng tôi ở địa chỉ facebook.com/theasiachannel. Nhớ nhấn vào nút like để liên kết với chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa là trang YouTube chính thức của Trung tâm Asia ở địa chỉ youtube.com/trungtamasiachannel. Hãy nhớ nhấn vào nút subscribe nha quý vị ơi. Chào Christine Sa, xin kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc, bình an, thoải mái và vui vẻ. Và Christine cũng rất hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý vị khán thính giả qua một chương trình mới trong một ngày gần đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị. This has been an Asia Entertainment production. Quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm Liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở. Chốn nơi đây nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay nay còn đâu. Những tác phẩm vượt thời gian trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm, những sáng tác mới của những nhạc sĩ trẻ sáng tác sau năm 1975. Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mơ, mà giặc tàu ngàn tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2012. Nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài nhiều năm tháng như mùa thu che không lá thu rơi. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Chiều chủ nhật buồn nằm trong cơn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu, ô hay mình vẫn cô liêu. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng gian dối. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Anh ở nơi nào có cô?
xuân không thu khắp than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Ta ngất đi một cụm hoa thạch thang. Em nhớ cho một phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2002. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sông kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Những sáng tác lưu vong mang nét ưu tư quốc gia dân tộc. Sàn sơn là bao khốn cùng chất đầy tuổi thơ. Mắt nó thèm cơm cháo. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2012. Trung tâm Asia trân trọng kính mời.